Hello, welcome to my channel. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh mình. Để bắt đầu video hôm nay, mình sẽ khởi đầu với game Super Crown. Ok, xin mời chúng ta bắt đầu nào. Tiền mình sẽ mở các rừng và có 5 rừng. Ok, chúng ta bắt đầu với trận chiến đầu tiên này với nhân vật quân chờ. Chúng ta gặp ai đây? À, gặp đâu gặp cô. Chết cậu. Ok, là chiến thắng rồi. Chúng ta sang trận đấu thứ hai. Lần này mình sẽ dùng Domi. Điền Domi gặp Reptile. Ồ, ưu tiên chết luôn, quá kinh khủng. Ok, sang trận tiếp theo nào. Lần này mình sẽ chọn là Atlantic. Rồi, chúng ta sẽ bay đây, gặp Neo. Ti đâu. Ok, chiến thắng rồi. Ok, tiếp theo mình chuyển sang game trò kết. Phép men NTC. Ok, hôm nay chúng ta bắt đầu từ level 17 nào. Ok, chúng ta sẽ giải cứu cái hàng bị một tên trộm. Level 18, ok, chúng ta sẽ pháo qua bom nào. Level 19, mình sẽ dùng micro để giải cứu con mèo này. Level 20, ok, sẽ bật động cơ của chiếc thuyền này đây. Các bạn ăn chữ F ở trên tay áo này. Ok, ta mở luôn. Nhập 21. Ok, chuyển thành một khẩu đại bác. Nhập 23 này. Ok, chúng ta hút hết nước trong bể. Và lấy con bù bê này đi. Nhập 24. Ok, năm 2 năm, các bạn sẽ tập các chiếc xe để giúp hai con vịt qua đường. Ok, chúng ta đến với năm 26 nào. Ok, chúng ta giơ chân cô gái lên, leo sang đây, leo này. Bạn ăn chữ F. Ok, chúng ta gõ nào. Máy tính đã bị lỗi. 28. Quật. 29. Ok, chuyển sang game Hone. Một game chúng ta sẽ dùng chiếc hố đen này ăn tất cả mọi vật. Bắt đầu nào.
map biển khơi. Bắt đầu nào, mình sẽ ăn các bụi cây bé trước nhé. Mình sẽ ăn nốt tất cả cái cây trước nhá. Ok, chúng ta đã to hơn rồi. Này, chúng ta sẽ nuốt các bẹ và cọc. Chúng ta còn 60 giây, mình vẫn đang ở top 1. Sai tiếp theo chúng ta đang được 500, 600 điểm rồi. Rồi chúng ta có thể ăn được con cá voi. Ok, tiếp theo chuyển sang game Spongebob. Ok, chúng ta chọn nhân vật là Batman. My time machine, perfect. Let's make a run for it. Hi, friend. Shields up. Okay. Feels like I've been waiting a lifetime to say that. Chúng ta được một hành động ra. Right about now, I give my IT for a cab ride. Đây nào, cái cổ mạnh không gian để xuất hiện trong một địa điểm khác. Khoảng 500 thì chúng ta hút tất cả được bên kia bàn. Đây nào, chúng ta chạy được hơn 2000 mét thôi. Ok, này mình sẽ gửi giá bên tay phải nhá. Chúng ta đã chuyển sang một một xanh, đông cỏ xanh. Ok, một bánh. BTM worked.
something good over here. Get out. Chúng ta đã chạy được gần 6 hình nhau rồi. Ok, tiếp theo trên sân phim Happy Grass. Ok, mình sẽ chơi qua nhau vợ này. Tiếp theo chúng ta chuyển sang game Tom Hero. Mình sẽ mở cái đường chỉ cần chúng ta mở ra chỗ áo giáp. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta đi giải cứu thành phố đang ở khu rất là lạnh lẽo, toàn băng thôi. Đây là bị tiêu diệt, 3 tên, 4 tên, trước 5 châm. Tên này đã bắn tháo ra. Một con đường nhỏ này, đã vào trong. Tên thứ 11. Ok, lên trên nào. Ok, mình đánh tiếp. Ok. Ok.
Đây nào. Ok, chịu đi. Sẽ chơi sắp tới 4 nha. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài thấy, con zombie. Có anh trai sẽ làm một người ngắc mộ. Chúng ta sẽ phải tìm kiếm đủ 18 cái bộ não. Ok, bắt đầu nào. Mình sẽ nhờ sự giúp của Chuck đưa chúng ta, chú bạn đưa chúng ta về. Ta đã lấy quyển sách và bạn được cả cái cốt khí này.
Ok. Rồi chúng ta sẽ bay lên trên đây nào. Tiếp theo mình sẽ nhảy lên nóc của nóc chuồng. Chúng ta sẽ vào đây để lấy một chiếc xẻng. Xuống nào, bắt đầu là đi vào. Ta vào trong đây nào. Chúng ta sẽ gọi hồn. Đây, chúng ta sẽ lấy được 3 cái lão trong đây nữa. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng quả chú quậy. Mình sẽ đi nhập quả sách trong một cái não này. Chào chúng ta sẽ ở cái hơi khí này, chúng ta sẽ nhảy sang kia. Ok, chúng ta nhảy tiếp vào. Thank you.
Ok, chúng ta nhờ sự giúp đỡ chủ quán đưa chúng ta về. Các cửa sách lên trên trên bàn à, theo sự đặt trong góc TV này. Chúc của chủ quán đưa chúng ta về. Để hai cái não đây, tiếp theo chúng ta sẽ đi gọi hồn. Sau đó chúng ta sẽ được bù cái não. Chúng ta nhờ sử dụng chú quả tiếp.
Ok, ra ngoài nào. Theo chúng ta sẽ đến đây. Ok. Vậy chúng ta thu thập đủ 18 cái não. Ok, chúng ta nhớ sự chụp của chú bạn. Rồi hai cái ra ngoài. Ui, cái sáng quá. Ok, chúng ta sẽ nhau vô cái cột điện này. Dừng nào. Nổ. Đàn chạy quá xa sang đây. Oh.
Vậy là video của mình hôm nay đây kết thúc. Tiếp theo mình chuyển sang game Valorant. Ok, hai sao rồi. Ok, xong, chúng ta được 2 sao rồi. Ta chuyển sang cao 2. Sao ta chuyển sang cao 5. Ok, là sao bố phách. Chúng ta chuyển sang cao 6. Ok, chúng ta chuyển sang cao 7. Tiếp theo là cao 8. Sang cao 9 đâu. Ok. Chúng ta sang cao 10 phải lộ. Chuyển sang game mà sắp quay nào. Đây sẽ chọn nhân vật nào đây. Ok, Frank. Cho mặt nạ khỉ. Nhiệm vụ tuần này chúng ta là 25 còn một cúp đại bàng nguy hiểm. Chúng ta đã được 5 cái rồi. Ok, huy hiệu đầu tiên là khó. Huy hiệu thứ 6. Thank you.
2. Ok, chúng ta sắp quyết định rồi. Ôi, chúng ta sang level 36 nào. Ok, chúng ta về đích rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang game mà cho cái internet. Ta bắt đầu từ level 17 nào. Ok, cho ba cô gái này chuyển sang đây. Ồ, fail rồi. Ok, một cái khác để ta nhận. Level 18 nào. Mình sẽ dùng cái này để quét nó vậy.
vậy là video ngày hôm nay đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người như sau. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi video của mình.